Hôm nay là 21 tháng 8 năm 2022. TV256 xin mến chào quý vị khán giả. Thì hôm nay TV256 muốn chia sẻ với quý vị về cái clip mà bóp bóp bẩn, tiếng 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 bẩn ở ngoài Bắc, tiếng Nam bóp dơ. Dơ là tại vì người ta nói rằng là xây một nơi thì làm đường một nơi thì xây cái trạm bot thu phí một nẻo đó, trong cái hình ảnh quý vị thấy đó là cái bot này nó mới xảy ra thôi, nó mới xây dựng lên thì ba ngày thứ ba liên tiếp của bot bẩn Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Thì trong đây nó có một cái người đó, người dân, họ là người dân, họ lên tiếng mà TV thấy nó rất là hay. Là bớt bớt bẩn á, thì nhận từng bẩn là đúng rồi, bớt bẩn là nhận đường nhận từng bẩn là đúng rồi, bởi vì người ta gọi là bớt bẩn là vậy. Bớt bẩn là anh chơi dơ, đúng không? Thì anh phải nhận lấy cái đồng tiền dơ, điện đồng tiền mà hôi thối á. Người dân không biết làm sao mà làm cái đồng tiền hôi thối, gọi là cái anh mà nhận đồng tiền thối quá chịu không nổi, lên tiếng phàn nàn. Phàn nàn thì người dân mới trả lời rằng là anh bóp bẩn thì anh nhận đồng tiền bẩn là đúng quá rồi, anh còn nói cái gì nữa. Sẵn đây thì TV256 nhớ lời cái câu chuyện của vua Duy Tân, cũng là một câu chuyện mà mình cũng đáng quan tâm chứ. Thì Duy Tân là thời mà kháng chiến, người dân chống lại sự đô hộ của người Pháp. Thì khi mà vua Duy Tân đó tắm ở bãi biển mà ở tỉnh Quảng Trị, thì khi mà nhà vua tay thì dơ dính cát đồ ở ngoài biển đó, thì cái người cận vệ, người mà hầu cận của vua mới mang lại cái thau nước ngọt cho mà vua rửa tay. Thì vua mới bất chợt vua mới hỏi người hầu cận đó là: vậy á, tại dơ thì lấy nước rửa đúng rồi, nhưng mà bây giờ đó nước dơ á, thì lấy cái gì rửa? Thì cái anh hậu cận đó ảnh còn giống như là bứt tóc mà gọi là véo tai, véo cái tai dò đầu đó, rồi là không hiểu là phải trả lời như thế nào. Thì vua cũng thấy rất là buồn cười, với vua mới nói là nước dơ thì lấy máu rửa, nước dơ thì lấy máu rửa đó. Mà chữ nước ở phía sau chúng ta phải hiểu rằng là nước là đất nước, nó không phải là nước mà mình uống, nước là đất nước. Mà đất nước mà dơ á, là bị giặc Pháp nó đô hộ á, thì lấy gì rửa? Nhà vua nói rằng phải lấy máu rửa. Mà chúng ta hiện thấy như thế nào? Chúng ta hiện thấy là người dân của Việt Nam của mình đó, những người yêu nước bị bắt trong tù, hàng trăm hàng ngàn người yêu nước đang bị bắt trong tù, như là nông dân rồi là Trịnh Bá Phương, nông dân Nguyễn Thị Tâm, họ là những người yêu nước, họ bị bắt trong tù. Thì có khác gì là nước dơ đâu, đó là nước dơ đó. Nước dơ là nó nước nó bị ô nhiễm bởi cái chủ nghĩa cộng sản, bởi những cái thằng đã nằm trong Đảng Cộng sản Việt Nam, những người Việt đó, Việt dơ đó. Nó mới là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra đó TV 256 gọi là chế độ Việt Cộng, là chế độ mang rợ, đúng không? Nó thâu thuế của người dân biết bao nhiêu loại thuế, mà bây giờ nó còn thành lập bóp bẩn từ Nam ra Bắc, gọi là cả mấy chục mấy trăm cả trăm cái bóp bẩn như vậy, cả chục bóp bẩn như vậy từ Nam ra Bắc, mà nó đang tiền thuế của dân rồi là ngập mặt rồi. Mà tại sao nó không lấy đồng tiền đó mà để cho người dân được tự do đi lại mà không phải trả tiền?
nó lấy thuế gì ra đâu đủ rồi, tiền bao nhiêu á thì nó xây dựng tượng đài, nó xây dựng một cái tên mà giặc tàu Hồ Chí Minh, là nó xây dựng hàng mấy trăm tượng như vậy. Nó xây dựng tượng đài là cổng chào rồi là cả mấy ngàn tỷ, tại sao nó không có thâu tiền thuế của người dân? Tại sao tiếp tục gọi là thành lập những cái bóp bẩn để mà lấy tiền của người dân như vậy? Nó không thấy nhục có sao, nó lo cho dân cái gì, phải không? Thành ra đó quý vị nghe nha, quý vị nghe cái bóp bẩn này hay lắm đó. Thành ra tivi mới đưa lên vô cái chương trình YouTube của TV256 á. Đấy là tổ truyền thông của Bốt Bẩn Bờ Đậu, họ đi Đồng Châu rồi họ đi qua đây, họ xuống họ giả tiền thì mấy ông này chê là tiền bẩn. Người ta đi qua đây người ta vào người ta giả tiền, những nhân viên thu phí chê là tiền bẩn. Mà tiền là tiền bẩn thiệt chứ. Cái đồng tiền Việt Cộng là nó đã tự bẩn rồi. Nó bẩn gì, nó cứ in cái hình cái ông Hồ Chí Minh. Đất nước của Việt Nam gần 5.000 năm văn hiến, nó có một cái lịch sử gọi là chống Tàu, mà biết bao nhiêu anh hùng dân tộc chống Tàu để chống cái ngàn năm nô lệ giặc Tàu, phải không? Mà chúng ta chưa từng thấy một anh hùng dân tộc nào nằm trên đồng tiền hết đó. Chỉ có một mình thằng giặc Tàu Hồ Chí Minh là nằm trên đồng tiền mới đau đớn, và cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến trở thành lá cờ tổ quốc mới đau đớn vô cùng cho toàn dân tộc Việt Nam. Mà nó đành TV nói là nó là một đại kiếp nạn của dân tộc Việt Nam về cái chủ nghĩa cộng sản này, về những cái tên Việt Cộng man rợ này, thấy không? Nghe người dân nói nè. Ta mới giải thích. Đúng rồi đấy, hôm qua cái xe tải nó bỏ mất phanh mà đi, mình cũng không rõ là bên nào, nhưng mà thấy bảo là cái xe tải nó bị mất phanh rồi nó tông vào cong cái cần, mà cái cần này nó làm bằng cái nhựa PVC mà kẽ đụng thì nó gãy rồi thì có gì đâu. Nhưng mà đấy chẳng qua là cái ông ấy nghĩ là nó người ta cố tình, nhưng mà cố tình đâu, cái xe tải nó đang đi nó mất phanh. Đây là cái tổ truyền thông ở cái Bốt Bẩn Bà Đậu. Thế coi như là các anh các chị đi xuống Đồng Châu chơi, đi qua cái bốt này là xuống là các anh chị giả tiền thì là anh nhân viên thu phí anh ấy chê là tiền bẩn, tức là tiền nó có hơi cũ một tí thì các anh ấy chê là tiền bẩn. Thế là đứng lại là coi như là để coi như là giải thích. Có nghĩa là bớt bẩn thì nhận tiền bẩn thôi. Thấy không, người dân nói chí lý không? Anh bớt bẩn thì anh phải nhận tiền bẩn thôi, anh còn la làng cái gì nữa. Thấy không, người dân người ta lên tiếng như vậy đó. Tôi không biết mấy ông mà cầm quyền cộng sản có thấy nhục nhã không? Thấy không, người dân người ta đã tốn tiền thuế biết bao nhiêu rồi, người ta đã đóng tiền cho nhà nước chính phủ biết bao nhiêu rồi, mà mấy ông mà ăn gọi là không đã hay sao? Mấy ông vừa ăn xong rồi mấy ông vừa vừa gọi là xây những cái tượng đài tốn phí biết bao nhiêu rồi, xây những cái cổng chào tốn tốn biết bao nhiêu tiền của người dân, mà mấy cái ông xây như vậy đó là toàn là rút ruột công trình không à. Cái đất nước mình nó chuyên môn là Việt Cộng, là chuyên môn là rút ruột công trình để mà họ ăn ăn cho ngập mặt. Thành ra thằng nào á từ từ cái bằng cú nông rồi cũng trở thành một đại gia,
đúng không? Ăn trên xương máu của người dân. Thằng cộng sản nào cũng vậy, đâu có thằng nào mà liêm chính đâu. Mà kiếm ở trong nước Việt Nam coi có một thằng nào cộng sản gọi là liêm chính không? Mấy ông thử trình bày thử coi, có tìm ra được một người thằng cộng sản nào mà liêm chính mà không ăn tiền hối lộ của người dân không? Phải không? Còn con mình dùng kia là kinh lắm. Nói thật với quý vị chứ mình thấy mà ba cái bót bẩn này đó, nó đã làm mất thì giờ của người dân biết bao nhiêu. Mà thì giờ là tiền bạc, thấy không? Dừng lại rồi vừa tốn xăng, vừa tốn thì giờ, vừa tốn sức khỏe của người dân nữa. Sức khỏe của người dân là hủi khối, thấy không? Xe này đậu sát xe kia, rồi cứ đi qua rồi cái kẹt lại. Rồi có xe, hồi nãy người dân nói là xe đó là không có phanh đó, là không có cái thắng đó. Thắng nó hư đó, ủi vô cổng cổng luôn. Ủi rồi là gãy cổng chào luôn. Càng cổng mà nó chặn xe đi qua đó, ủi ủi luôn. Rồi nói là đức thắng thôi, đức phanh thôi. Đại khái là vì thấy rằng rõ ràng là người dân đâu có ưa cái chế độ này. Cái chế độ này nó toàn là làm những chuyện mà tầm bậy tầm bạ rồi ăn tiền của dân thôi. Hiểu không? Tham nhũng cái tiền của dân bằng cách mà xây cái tượng đài. Bởi vì người dân không có cái cầu để mà đi qua trường nữa. Phải đi qua trường bằng bằng cái mà cầm cái dây ròng rọc đó để mà đi qua cầu coi có khổ không. Mà cái dây ròng rọc rồi giống như những người hát xiệc đi qua sông vậy đó. Rất là nguy hiểm. Và đến nỗi cô giáo mà được bỏ trong ni lông nữa. Cô giáo mà bị bỏ trong trong bao ni lông để đi qua sông nữa. Cái đất nước mình như vậy đó, phải không? Thành ra không phải gọi là đại kiếp nạn là đúng rồi. Có người người ta gọi đại kiếp nạn là rất là đúng. Đại kiếp nạn của dân tộc Việt Nam vì cái chế độ mà cộng sản mang rợ này nó cai trị rồi là suốt gọi là mấy chục năm trời như vậy. Quả là một đại kiếp nạn mà chúng ta cần phải thoát khỏi. Mà thoát khỏi cái đại kiếp nạn này thì chỉ có cách là phải trả bằng máu thôi. Người dân phải trả bằng máu và những người đang nằm ở trong tù đó. Những người đang nằm ở trong tù họ đang trả bằng bằng xương máu và mồ hôi nước mắt của họ, của gia đình họ. Mà họ vô tội, đúng không? Chị Cấn Thị Thiêu, anh Trịnh Bá Phương là những người vô tội mà họ bị hàng chục năm trời như vậy. Ngoài cái lòng yêu nước của họ thôi. Chứ họ đâu có một cái tội mà gọi là hình sự. Không? Cái tội hình sự là cái tội của mấy thằng Việt Cộng. Mấy thằng Việt Cộng mới là tàn ác đối với người dân. Chứ người dân không có một cái tội gì hết á. Ra tòa xử án nói là công khai. Công khai mà người dân biểu tình như thế nào. Một chút xíu nữa thì vi sẽ làm cái clip đó để nói về cái vấn đề mà biểu tình. Người dân xuống đường trước tòa án ngay cái người vợ của
của anh Trịnh Bá Phương là chị Thu. Chị Thu cũng không gọi là xin phép, gọi là làm đơn xin phép được tham dự cái phiên tòa cũng không được nữa. Rồi cái thằng công an lại đi đánh người ta nữa, đi tát vào và tát tay của vào mặt cô Thu nữa. Nó mọi rợ như vậy đó, thấy không? Vợ của nạn nhân và cái người ta thì người ta phải coi coi cái cuộc xử án mà, tại nó công khai mà, nó nói rõ ràng là nó công khai mà, thành ra người dân được quyền coi chứ. Nó cũng tát vợ của anh Trịnh Bá Phương nữa, đúng không? Hai cái người gọi là Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Thâm là anh hùng của toàn dân Việt Nam. Họ sẵn sàng rồi là bỏ xương bỏ máu, bỏ rồi là những ngày tháng tù tội để mà họ đấu tranh cho một nước được tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó là cái ý nguyện của họ. Chính ra là cái đoạn không ở đây thì nó không vui được kia. Đây là cái điều nắng nhất chính là cho không có người Thái Bình đâu ạ. Đúng rồi đấy, biển 20 thì chặn lại thu tiền, còn biển 29 thì cho đi qua kìa. Cái chứng tỏ là vẫn ưu tiên người thủ đô đấy. Đây nhá, biển này cũng 29 nhá, đấy. Đấy. Đấy, biển 29 nhá. Thấy không? Người dân nói là cái biển 29 gì đó không có mất tiền đó, thấy không? Thấy không? Nó cũng đâu có đồng điều đâu, phải mà quan chức đồ này nọ đó, biển 29 rồi đó là đâu có thâu tiền đâu, đi cho đi qua. Truyền thông Thái Nguyên xuống tận đây để coi như là các bác có tổ truyền thông bảo đạo là đi Đồng Châu chơi, tiện thì qua đây. Hai trăm cây đấy, tôi đi là mất ui giời em gái kỉnh quá. Rồi. Anh đang bảo coi như là nhìn đâu sao mà không nhìn thấy em đâu. À, mà sao không đi hẳn con xe to hơn ngồi nhìn cho nó đỡ chật. Đấy mà coi như là đưa tiền đâu còn không lấy mà xe thu xe không kìa. Chị Hoa ơi,
Chú hai, em vừa chụp được cái ảnh chị đứng giữa hai đồng chí bảo vệ rồi đấy nhá. Đấy rồi. Đấy. Một cái bot bẩn đó là dân đã sợ rồi. Mà thử hỏi đất nước mình có bao nhiêu bot bẩn. Mình tìm cái con số đó cũng khó đó. Mà TV256 cũng tìm được là trên 62. Hiện tại nó có trên 62 cái bot bẩn. Và nó đang gọi là phát triển thêm mấy chục cái bot bẩn nữa mà chưa thành lập xong. Nó muốn ăn gọi là kiện, gọi là hết tiền của người dân luôn. Người dân đã nghèo rồi còn phải chung qua cái bot bẩn như thế này. Mà mất thì giờ, mất tiền bạc và mất sức khỏe biết bao nhiêu mà nói. Tại sao nó không tính ra điều đó? Thay vì cái tiền mà người ta dừng lại mất biết bao nhiêu thì giờ. Một người mà tính chừng $3 một giờ thôi cũng chết rồi. Nước nghèo nữa. Một giờ người ta cũng phải làm việc biết bao nhiêu tiền để người ta sinh sống, chứ đâu phải là người ta cứ dừng xe lại rồi để trả cho bot bẩn như thế này. Tại sao không cho người ta chạy gọi là tự do? Mình là người nhà nước, mình phải xây đường xá cho người dân. Cái xe nào cũng được bị đóng tiền hết rồi. Xe hơi, xe gắn máy gì đó cũng bị đóng biết bao nhiêu tiền chi phí về bảng số, hoặc là tiền thuế của người dân đủ thứ. Tại sao mà không làm cho mà người dân thoải mái đi đứng, mà cứ chặn người dân lại để mà kiếm tiền mãi lộ như thế này? Một cái nhà nước này là cái nhà nước ăn cướp, phải gọi thẳng là ăn cướp tiền của người dân bằng những hành xử man rợ như thế này. Đúng không? Bên Mỹ nó cũng có BOT chứ không phải là không có. Mình sống ở Mỹ mà mình biết BOT cũng có, nhưng mà thỉnh thoảng mình mới đi gọi là cả hàng trăm con đường mình mới gặp một cái đường mà có cái bot, và mình cũng tránh dễ dàng nữa. Mình không muốn trả tiền mình đi vòng vòng mình cũng tránh dễ dàng nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng mình thấy mới mình đây cách mấy tiểu bang này mình chỉ thấy có một cái BOT thôi à. Còn không phải giống như Việt Cộng mà từ Nam ra Bắc ở cái quốc lộ 1A đó, từ Nam ra Bắc là trên 40 cái BOT. Thành ra nó đóng hàng triệu gọi là tiền Việt Nam để mà đi từ Nam đến Bắc. Thử hỏi gì rồi hàng hóa nó không gia tăng sao? Hàng hóa nó bắt buộc nó phải gia tăng và người dân phải chịu khổ. Tại vì người ta trả cái phí mà BOT, mất thì giờ của người ta. Thấy không? Dẹp bỏ đi mấy ông Việt Cộng. Hiểu không? Mấy ông Việt Cộng là bữa nay là TV nói là tốt cho mấy ông đó. Sự thật mấy ông không có xứng đáng gọi là ông đâu. Mấy thằng Việt Cộng thì nó đúng hơn. Hiểu không? Tại vì mấy ông là những thằng ăn cướp của dân bằng những đồng tiền mội rợ như thế này. Đúng không? Không lên tiếng không được. Đúng không? Tức quá thì phải nói thôi. Bởi vì người dân nói lấy tiền bẩn để mà trả cái bot bẩn là quá đúng. Mấy ông còn bài đặt khi xưa gọi là thu giá nữa. Đúng không? Đi thu tiền thì nói đại thu tiền đi. Thu giá. Toàn là dùng những cái danh từ để mà tránh thu giá. Người dân giận quá mang một đống giá lại đưa cho các ông. Rồi các ông không nhận. Thấy không? Thu giá thì người ta gửi giá cho mình. Giá là giá sống đó. TV muốn nói là như vậy đó. Mấy Việt Cộng mà nó đưa lên mặt báo đó. Thay vì nó thu phí thì nó không dùng chữ thu phí. Nó nói thu giá, có phải cái chế độ nó mang rợ, mội rợ không? Hiểu không?
Ông đó thu giá thì tôi chở giá rồi cho ông rồi, còn muốn gì nữa? Chế độ mổ rợ nói hoài cũng không 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 có đủ đâu, tại vì nó quá mổ rợ đi. Nói là một đại kiếp nạn là đúng, đại kiếp nạn của dân tộc Việt Nam, hiểu không? Dưới sự cai trị của những thằng Việt Cộng, những thằng Cộng sản Việt Nam, hiểu không? Cũng 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 sẽ đến ngày thôi. Người dân phải 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 hy sinh cái xương máu của mình để mà bảo vệ cái đất nước này. Sự thật là như vậy. Không có thể mà để mà thằng Việt Cộng người là tiếp tục cái hành hạ người dân mình như vậy được. Không có để cái thằng Việt Cộng mà tiếp tục gọi là hành hạ người dân của mình. Nhớ là vậy đó. Đúng không? Phải lấy máu mà trả. Và người dân đang hy sinh xương máu đó. Rồi, TV cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.